Tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đã tiến vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính, Vũng Mây từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 để thực hiện một cuộc khảo sát địa chấn. Thông tin này được báo mạng tiếng Anh có trụ sở ở Hồng Kông trích dẫn đoạn tweet của ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư tại trường Hải chiến Mỹ. Trên Twitter của ông Ryan Martinson vào hôm 11 tháng 7 cũng đã đăng tải ảnh chụp màn hình về thông tin theo dõi dữ liệu tàu cho thấy sự xuất hiện của các tàu hộ tống, tàu thăm dò Trung Quốc, gồm tàu bảo vệ bờ biển vũ trang 12.000 tấn, số hiệu 3901, mang theo trực thăng và tàu 2.200 tấn, số hiệu 37111. Đến chiều ngày 12 tháng 7, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin cho biết, có ít nhất 2 tàu hải cảnh Trung Quốc và 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang đối đầu với nhau ở bãi Tư Chính, thuộc lãnh hải Việt Nam trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, truyền thông trong nước suốt thời gian này không hề loan tin gì về những diễn tiến đang xảy ra ngoài khơi. Đến tối ngày 16 tháng 7, báo trong nước mới đồng loạt loan tin khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của bà Hằng không hề đề cập đến Trung Quốc hay bãi Tư Chính. Mãi đến buổi họp báo chiều ngày 19 tháng 7, bà Lê Thị Thu Hằng mới nói rõ trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông. Nhận xét về việc này, nhà nghiên cứu Biển Đông tại Sài Gòn, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, cho đến nay á, những cái thông tin cơ bản mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra, nhưng mà nó có hai vấn đề. Một là những cái thông tin chi tiết hơn thì Việt Nam chưa đưa, chẳng hạn như là Trung Quốc xâm phạm như thế nào, vi phạm tới cái gì của Việt Nam chẳng hạn, thì phía Việt Nam vẫn còn dè dặt hơn, vẫn còn chủ yếu là vấn đề trong một số báo chí thôi, chứ còn phía chính phủ Việt Nam vẫn còn chưa phát ngôn rõ ràng về thông tin đó, vấn đề này. Vấn đề thứ hai đó là cái thông tin nó hơi chậm so với thực tế. Thực tế là bắt đầu từ đầu tháng 7, mà mãi tới ngày 2 tuần sau bắt đầu thì chính phủ Việt Nam mới cung cấp thông tin và cho phép báo chí được viết bài về vấn đề này. Thì đó cũng làm cái khá là chậm cho này. Đồng tình với ý kiến này, từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho rằng những thông tin về tình hình Biển Đông trong những ngày qua mà chính phủ Hà Nội đưa ra vừa muộn vừa không đầy đủ. Như thế không đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân mà họ đang rất mong mỏi. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc trung tâm Minh Triết tại Hà Nội lại cho rằng, dù thông tin không đầy đủ và chậm trễ, nhưng so với trước đây, rõ ràng chính phủ Hà Nội đã có tiến bộ. Hiện nay thì chúng tôi khen là lần đầu tiên lãnh đạo của Đảng với chính phủ là nói rõ cái mưu đồ và cái tội ác và cái hành sự rất là xấu, rất là đê tiện của phía Trung Quốc thì đã bắt đầu nói thế này và đã bắt đầu đệ cho các báo chí công khai nó lên án cái gian xã của phía Trung Quốc. Thì hiện nay là những cái tờ báo mà được gọi là tờ báo của Đảng, của chính phủ thì bắt đầu cũng có cái tiếng nói. Thì như thế thì chúng tôi cho rằng là như thế là họ cũng đã thấy được vấn đề và đã có một cái tiến bộ nào là nhất định, không thể phủ định được, không thể là không công nhận là cái tiến bộ đấy họ đã đứng thẳng về phía nhân dân, thì đấy là cái mà là hoan nghênh. Tuy vậy, ông Nguyễn Khắc Mai bày tỏ thất vọng đối với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân vì khi sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 7, bà Kim Ngân đang có chuyến thăm Trung Quốc, gặp gỡ và tiếp xúc với Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như người tương nhiệm Lật Chiến Thư, nhưng bà Ngân đã không hề phê phán hành động của Bắc Kinh. Có thể là dùng một cái lời lẽ nó mềm mỏng, nhưng mà phải nói rõ ra là vấn đề Biển Đông mà ở bãi Tư Chính, cái hành sự như thế là không đúng, và chúng ta phải bàn, chúng ta phải sửa lại cái vấn đề này vân vân. Ít ra cô phải tỏ như thế, cô im hơi lặng tiếng có thể nói rằng là cô là có tội đối với dân, đối với nước trong cái vấn đề này, không thể bào chữa là lấy là thái độ là để mà mềm mỏng mà tranh thủ hòa bình rồi không đau to bố lớn, không kích động Trung Quốc vân vân, thì không thể bào chữa.
mình vẫn phải giọng giạc nói cái tiếng nói là họ sai và họ không nên làm như vậy. Và họ phải thành thật bàn thảo đến nơi đến chốn với mình về vấn đề này, và không được dùng một cái thế là y nước lớn mà làm. Đấy. Tôi có thể nói là thua cả ông Mahathir ở bên Malaysia. Vẫn trong buổi họp báo ngày 19 tháng 7, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố khu vực mà tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Nhận xét về hành động này của Trung Quốc, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng nói chung là Trung Quốc thì một mặt á, Trung Quốc thì luôn luôn là muốn duy trì cái lợi ích và cái tham vọng của họ trong việc được chiếm Biển Đông. Một mặt thứ hai thì Việt Nam cũng luôn luôn kiên quyết bảo vệ cái lợi ích của họ trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà theo quy định Công ước Luật Biển Việt Nam được hưởng. Và chính vì vậy cho nên là hai bên đều có những cái lý lẽ để mà bảo vệ cái lợi ích của riêng mình. Tuy nhiên về mặt luật pháp thì rõ ràng là Việt Nam có lợi thế hơn khi mà Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế, và trong cái trường hợp này đã nằm trong cái quy định của luật quốc tế. Thế chính vì vậy cho nên cả hai quốc gia, thì nhưng mà Trung Quốc thì biết cái điều đó, nhưng mà Trung Quốc vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để thực hiện cái âm mưu của họ, cái tham vọng của họ trên thực tế. Và chính vì vậy cho nên là dẫn đến cái sự căng thẳng. Tình trạng căng thẳng này nếu không có cái biện pháp để gỡ, nếu chung Trung Quốc không xuống thang thì có lẽ là nó sẽ dẫn cái sự căng thẳng như cái đợt mà 2014 và Trung Quốc kém cái giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam. Cách đây 5 năm và năm 2014, Trung Quốc đã cho hạ đặt giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vụ việc đã dẫn đến căng thẳng trong quan hệ hai nước trong nhiều tháng, cho đến khi Trung Quốc quyết định rút giàn khoan về. Vào tháng 4 vừa qua, Tân Hoa Xã loan tin cho biết Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan dầu khí lớn thứ nhì của nước này, có tên Đông Phương 132, ra khu vực Diên Cơ 2, hay còn gọi là Lòng Chảo Quỳnh Hải, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và bờ biển phía bắc của Việt Nam. Và mới đây nhất là vụ việc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 đến bãi Tư Chính. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7 cũng đã ra thông cáo với lời lẽ mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động bị cho là đe dọa, bắt nạt các nước trong khu vực Biển Đông. Washington DC cho rằng hoạt động của Bắc Kinh đang cản trở phát triển, gây bất ổn đến hòa bình, an ninh trong khu vực. Thêm vào đó, trong cuộc họp báo qua điện thoại vào ngày 23 tháng 7, Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ nói rõ đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời đánh giá sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được tăng cường rất nhiều. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của phía Hoa Kỳ được đưa ra trong thời gian này nhằm ủng hộ Việt Nam khi mà Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu ăn hiếp các nước bé. Tuy nhiên, Thạc sĩ Hoàng Việt lại cho rằng Hoa Kỳ không ủng hộ Việt Nam mà chỉ đang ủng hộ luật quốc tế vì Việt Nam tuân thủ luật quốc tế. Hoa Kỳ muốn là tất cả các quốc gia trên thế giới này đều phải tuân thủ luật quốc tế. Đó là cái mà Hoa Kỳ vẫn đang muốn xây dựng cái trật tự quốc tế như vậy. Chính vì thế cho nên là Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam. Tuy nhiên nhưng mà chỉ lên tiếng thôi. Chứ còn nếu mà xảy ra tình trạng căng thẳng thì nó cũng tùy. Nếu mà tình trạng căng thẳng mà vẫn đối đầu như thế này thì có lẽ là cũng cần phải có phía Hoa Kỳ có những tiếng nói mạnh mẽ hơn. Còn nếu mà xảy ra xung đột thì điều đó là không tốt mà cho tất cả các bên. Mà chắc chắn là nếu mà xảy ra xung đột để xảy ra xung đột thì cũng không có bên nào can thiệp giúp Việt Nam được cả. Trước tình hình căng thẳng Việt Trung về những tranh chấp Biển Đông, nhóm Lập Quyền Dân phối hợp cùng câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và Diễn đàn Xã hội Dân sự đề ra bản tuyên bố về Biển Đông lần thứ 3. Bản tuyên bố nêu lên 4 điểm cụ thể, trong đó có yêu cầu chính phủ Việt Nam cần lên tiếng tố cáo trước Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại bãi Tư Chính, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp. Là một trong những người tham gia ký tên vào tuyên bố về Biển Đông lần thứ 3 này, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định. Tôi nghĩ rằng có thể là họ rất là muốn, nhưng mà họ phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Một cái nước đi như thế
thì sẽ là mang lại những lợi ích và những cái rắc rối gì. Bởi vì cái việc mà kiện Trung Quốc như là Philippines đã kiện, thì từ thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông đã nói rằng chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị rất là sẵn sàng. Thế nhưng mà họ không đưa ra kiện, là nó do một cái mối quan hệ rất là tế nhị với Trung Quốc. Còn theo Thạc sĩ Hoàng Việt, người từng tham gia cố vấn cho chính phủ trong việc khởi kiện Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, lại nghĩ rằng việc khởi kiện phụ thuộc vào hành động của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang, duy trì căng thẳng cao hơn, thì khả năng khởi kiện của Việt Nam là đương nhiên. Ngoài yêu cầu khởi kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, những người ký tên trong bản tuyên bố Biển Đông lần thứ 3 còn yêu cầu chính phủ Hà Nội tăng cường nội lực đất nước, khoan thư sức dân để làm kế râu rễ bền gốc, thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, cũng như những quy định trong Hiến pháp Việt Nam, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tiến tới dân chủ hóa đất nước, v.v.